Xin được chào mừng tất cả mọi người cùng quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Bảo Hoàng, kênh mua bán trao đổi ký gửi nhà đất uy tín số 1 tại khu vực Hồ Chí Minh và Bình Dương. Hiện tại thì tại khu vực Hồ Chí Minh cũng như là khu vực Bình Dương thì Nhà đất Bảo Hoàng đang có rất nhiều sản phẩm nhà phố lô đất với nhiều vị trí rất là đắc địa, với nhiều hướng khác nhau và đặc biệt với những mức giá vô cùng phù hợp với tất cả quý vị khán giả chúng ta. Vì vậy, để biết thêm các thông tin về sản phẩm đến từ kênh Nhà đất Bảo Hoàng, vui lòng liên hệ trực tiếp theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình, cũng như là truy cập trực tiếp vào website nhatbaohoang.com hoặc có thể truy cập trực tiếp vào kênh YouTube Nhà đất Bảo Hoàng để có thể xem những sản phẩm nhà phố lô đất được quay trực tiếp bằng video đến từ kênh. Và cũng đừng quên bấm nút đăng ký, nút thông báo hình quả chuông để có thể theo dõi, đón xem những sản phẩm mới đến từ kênh Nhà đất Bảo Hoàng được sản xuất mỗi ngày. Và trong buổi sáng hôm nay, cùng chào mừng mọi người, chúng ta cùng quay về lại với thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương để cùng ghé thăm một căn nhà phố vừa mới thi công hoàn thiện xong. Và chúng ta đang được xem qua màn video là một căn nhà với thiết kế một trệt một lầu, 3 phòng ngủ, một phòng ngủ phía dưới và 2 phòng ngủ ở phía trên tầng 1. Với chiều ngang là 4,4m và chiều dài là 21m, tổng diện tích của căn nhà chúng ta đang sở hữu là 68m2. Và được bán với một mức giá rất ưu đãi, chỉ có 2.900.000.000 thương lượng trực tiếp với chủ nhà cũng như là giấy tờ liên quan đến căn nhà hợp pháp rõ ràng và có thể làm thủ tục cho nên trong ngày. Và hướng nhà mà căn nhà chúng ta đang sở hữu là hướng nhà đông bắc, thưa quý vị, phù hợp với quý vị khán giả chúng ta theo phong thủy là tây tứ trạch. Và trước khi đi sâu vào những thông tin chi tiết của căn nhà, xin mời mọi chúng ta cùng nhìn ngắm trục đường di chuyển qua lại phía trước mặt tiền của căn nhà mình. Vị trí mà căn nhà chúng ta đang hiện hữu ở đây thì chúng ta chuyển ra các trung tâm, các trục đường lớn như là trục đường DT703, ngã ba cây điệp, ngã tư Chiêu Liêu, trong bán kính chỉ từ 1 đến 1,5 km và về lại với trung tâm hành chính Dĩ An chỉ mất từ 5 đến 7 phút di chuyển bằng xe, rất là thuận tiện trong vấn đề di chuyển qua lại, cũng như là các trường học tại khu vực này cũng rất là gần, trường cấp 1, cấp 2, trường mầm non và trường cao đẳng nghề cũng rất là gần, trong bán kính chỉ 5 km đổ lại thôi. Vì vậy, đây sẽ là một căn nhà mà quý anh chị khán giả chúng ta nên đến tham quan cũng như là sở hữu ngay với một mức giá vô cùng ưu đãi, có thể nói rất rẻ, chỉ có 2.900.000.000 thương lượng trực tiếp với chủ nhà và còn có thể được bớt rất nhiều trên tổng số mức giá mà chủ nhà đưa ra cho tất cả mọi người chúng ta. Trước khi chúng ta di chuyển vào bên trong để cùng khám phá chi tiết các vị trí chức năng, các phòng chức năng của căn nhà chúng ta, thì mọi chúng ta sẽ cùng nhìn ngắm lại hình ảnh tuyệt đẹp về căn tuyệt phẩm nhà phố trong video buổi sáng hôm nay đến từ kênh Nhà đất Bảo Hoàng. Còn chúng ta đang di chuyển phía trước mặt tiền của căn nhà tại vị trí gara với một bộ cửa được làm bằng sắt hàng kiên cố và sơn màu đen, cũng như là hai trụ bê tông vuông vức ở vị trí mặt tiền của căn nhà chúng ta rất là đẹp, với hai chiếc bóng đèn được trang trí ở phía trên. Nếu vào thời điểm ban đêm thì chúng ta đến với căn nhà này sẽ thấy sự tráng lệ nguy nga của căn nhà này khi phố về đêm, rất là đẹp. Với mặt tiền phía trước tại vị trí gara, chúng ta sẽ có diện tích ngang là 4,4m chiều ngang, cho nên những chiếc xe cửa lớn như là xe 7 chỗ Innova hay là xe Fortuner, những dòng xe lớn với kích cỡ chiều ngang lớn và chiều dài lớn, thì với vị trí gara này chúng ta có thể thoải mái đậu những chiếc xe cửa lớn như Hoàng vừa chia sẻ, cũng như có thể đậu thêm các phương tiện xe máy kèm theo trong khu vực gara của nhà mình. Tiếp theo, tại vị trí phòng khách chúng ta sẽ có thêm một bộ cửa được làm bằng nhôm xin pha loại thép, cũng như là kính cường lực 12 ly trong suốt, rất là đẹp và thanh lịch, cũng như là rất là sang trọng đẳng cấp cho vị trí phòng khách của căn nhà mình. Vâng, và đây là những hình ảnh về phòng khách của căn nhà chúng ta với những họa tiết điêu khắc, những loại giấy dán tường được bố trí trang trí cho vị trí phòng khách của chúng ta rất là sinh động và cũng rất là sang trọng, cũng như là mặt trần thì được thiết kế theo kiểu trần dịch cấp 2 tầng và bộ đèn chùm được trang trí ngay phía trung tâm, cũng như là các loại đèn chi tiết được trải ngầm bên trong, rất đẹp và cũng rất cao cấp và sang trọng.
Và gạch ở nhà chúng ta đang được xem qua màn hình video đó là loại gạch là loại 1, gạch hóa bóng kiến 60 phân nhân 60. Và đây là các kiểu thiết kế về lối cầu thang mà xin được Hoàng sẽ chia sẻ sâu hơn vị trí này. Còn bây giờ thì mọi người chúng ta sẽ cùng vào bên trong để tiếp tục tham quan vị trí tiếp theo tại tầng trệt, đó là vị trí phòng bếp của căn nhà. Với bộ tủ ghế nội thất 2 tầng màu trắng đến từ thương hiệu An Cư và những thiết kế đi kèm trong vị trí phòng bếp cũng rất là sinh động và một điểm nhấn cũng rất quan trọng, đó là các loại đèn được trang trí tại vị trí phòng bếp. Và chúng ta sẽ có một phòng ưu tiên dành riêng cho người lớn tuổi và các bậc phụ huynh của nhà chúng ta. Tại vị trí tầng thấp nhất chúng ta sẽ có một phòng ngủ như thế này để các bậc phụ huynh trong vấn đề di chuyển qua lại lên xuống ở các tầng cao không tiện, thì đây sẽ là một phòng ngủ phù hợp. Vâng, và lối hành lang chúng ta sẽ có một phòng vệ sinh ở phía sau cùng tại tầng trệt của căn nhà với đầy đủ các trang thiết bị cơ sở của phòng tắm. Và giờ đây thì chúng ta hãy cùng nhìn ngắm lại những hình ảnh liên quan đến tầng trệt của chúng ta, bao gồm phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ và gara của căn nhà chúng ta nhìn tại vị trí phòng bếp. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục di chuyển lên tầng 1 để cùng tham quan phòng ngủ số 1, phòng ngủ số 2, ban công của căn nhà chúng ta qua một lối cầu thang được thiết kế theo kiểu thiết kế xây dựng theo hình zip zag để chúng ta có thể trang trí cho vị trí này những chậu bông, những bình rượu hoặc là những đồ trang trí cho vị trí phòng khách thêm đẹp hơn. Và một lối cầu thang bên tay phải là lối cầu thang được làm bằng gỗ tay vịn, được làm từ gỗ đó, và lối đi lên cũng được ốp gạch hoa cương và gạch hoa bóng kiến rất là đẹp nha mọi người. Vâng, đây là không gian của vị trí tầng 1 của căn nhà chúng ta. Vâng, có thể không thể nào thiếu được những bức tranh đẹp như thế này đặt tại những vị trí trung tâm, những điểm nhấn cho những vị trí phù hợp, rất tuyệt vời. Và chúng ta sẽ có một phòng sinh hoạt chung tại vị trí tầng trên, và tại vị trí này chúng ta có thể bố trí những bộ ghế sofa, ghế gỗ để các thành viên của gia đình chúng ta sinh hoạt thuận tiện tại vị trí tầng trên, xin lỗi, tầng 1 của căn nhà mình. Và mỗi tầng sẽ có một phòng vệ sinh. Ở tầng 1 chúng ta cũng sẽ có một phòng vệ sinh với đầy đủ các trang thiết bị như thế này. Và phòng ngủ số 2 của nhà mình. Mọi người có thể để ý phòng ngủ này với diện tích rất là rộng. Chúng ta sẽ cùng tham quan những phòng chức năng cuối cùng của căn nhà mình. Và đây là phòng ngủ số 3, phòng ngủ cuối cùng trong 3 phòng ngủ của căn nhà. Và không thể thiếu cho một phòng chức năng quan trọng của căn nhà chúng ta, đó là vị trí phòng chức năng phòng thờ. Vâng, và đây là ban công của nhà mình. Và gara.
như là trục đường di chuyển phía trước mặt tiền của căn nhà chúng ta. Vâng, và một lần nữa thì Nhật Bảo Hòa xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người, đặc biệt là tất cả quý vị khách hàng đã luôn luôn tin tưởng sử dụng sản phẩm đến từ kênh Nhật Bảo Hòa. Và cũng đừng quên theo dõi những sản phẩm đến từ kênh bằng cách bấm nút đăng ký nút thông báo hình quả chuông để có thể đón xem những sản phẩm mới nhất đến từ kênh. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào.